Wow, chỉ khoảng trên dưới 600 nghìn. Nhưng mà thực sự là cái tai nghe Realme Buds Q2S này nó có quá nhiều điểm để mình nói. Đây có thể coi là một trong những mẫu tai nghe mà mình nghĩ là sẽ bán cực kỳ chạy trong thời gian sắp tới đấy. Thứ nhất, các bạn có thể nhìn thấy là cái thiết kế của cái mẫu tai nghe này nó cũng khá là đặc biệt, đúng không nào? Đây, cái phần vỏ này nhá, nó trong suốt luôn này, các bạn nhìn này. Vỏ trong suốt luôn này, nhìn xuyên thấu được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nó có chạm cảm ứng ở trên tai luôn. Rất hay. Không nhiều mẫu tai nghe giá siêu rẻ mà có chạm cảm ứng trên tai đâu. Hầu hết là nó sẽ có cái phím vật lý. Cái điểm nữa, đấy là cái mẫu tai nghe này nó có cổng sạc chuẩn USB Type-C luôn. Bình thường những cái mẫu tai nghe siêu rẻ thì nó sẽ có chuẩn là chuẩn micro, nhưng con này được cái là USB Type-C luôn. Pin thì khá là ổn, lên tới là khoảng 6 tiếng đồng hồ khi chúng ta nghe nhạc. Còn ở đây này, ở trên hộp này thì có ghi là pin 30 giờ nếu như chúng ta nghe kết hợp với cả cái dock sạc như này. Thế tuy nhiên là mình sử dụng thì mình nghe được trong khoảng 20 tiếng nếu mà kết hợp với dock sạc. Đại loại là nghe cả ngày là thoải mái đấy. Và nó còn có cả kết hợp cả công nghệ sạc nhanh đấy nhé các bạn nhé. 10 phút là chúng ta sạc vào là đã có thể nghe được tới 3 giờ rồi theo công bố của nhà sản xuất. Đấy, còn cái độ trễ khi mà chúng ta chơi game ấy, thì nó sẽ rơi khoảng 88 mili giây. Ở đây thì nhà sản xuất họ ghi là độ trễ thấp, nhưng mà mình thấy là độ trễ này nếu mà chúng ta chơi game ấy, thì nó không phải là quá thoải mái đâu. Đấy, thì mình cũng chia sẻ luôn. Rồi, tiếp tục nữa nào. Cái Realme Buds Q2S này thì nó có thêm một cái nữa, đấy là nó có thể kết nối được với cả smartphone thông qua một cái app của Realme. Cái điều này rất là tiện. Đấy, kết nối với cả điện thoại Android thì vô cùng nhanh luôn, nhưng không có điểm gì phải lăn tăn cả. Nhưng hiện tại là nếu mà kết nối với cả iPhone là mình kết nối qua app là chưa được, mình chỉ được kết nối qua Bluetooth thông thường thôi. Thì những bạn nào sử dụng iPhone thì cũng cần phải chú ý cái điều này. Đấy. Thì khi mà kết nối vào với app rồi, đây mình bỏ cái tai nghe này ra này, thì nó kết nối với cả điện thoại vô cùng nhanh luôn. Nó hiển thị rất nhiều các thông tin ở đây, ví dụ như là phần trăm pin của tai trái là bao nhiêu, tai phải là bao nhiêu này. Rồi chúng ta có cả tính năng Bass Boost Plus này. Đấy, nghĩa là tăng cường cái âm bass lên, hay là để âm cân bằng, hay là để chất âm sáng. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn như này. Hay là chúng ta có thể tăng âm lượng lên. Ví dụ như là bạn làm ở trong các cái nhà máy mà cái môi trường làm việc cái âm thanh nó quá to ấy, chúng ta nghe nó rất là khó, chúng ta có thể ấn vào cái nút là tăng cường âm lượng lên. Và ở đây thì chúng ta có kích hoạt cả tính năng Dolby Atmos được lên luôn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, kết hợp tính năng Dolby Atmos để giúp cho cái tai nghe nó sẽ có cái chất âm nó tốt hơn. Đó. Rồi, chúng ta cũng có thể bật cái chế độ trò chơi lên để làm giảm cái độ trễ khi mà chúng ta kết nối với cả điện thoại. Tuy nhiên với cái độ trễ 88 mili giây thì mình thấy là cũng không phải là đến mức độ quá thấp đâu, nhưng mà chúng ta cứ bật cái này lên là được, nó sẽ giảm cái đó xuống. Rồi, và thậm chí là chúng ta có thể cài đặt được các cái thao tác chạm cảm ứng ở trên tai. Đây, ví dụ như ở đây mình cài đặt này, ví dụ tai bên trái chẳng hạn là nhấn đúp 2 lần này. Đấy, mình có thể chọn là tạm dừng bài hát hay là nhấn đúp 2 lần là bài tiếp theo đi. Đấy, ví dụ thế. Nhấn đúp 3 lần thì sẽ là tăng âm lượng chẳng hạn. Đây, mình cũng có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, hoặc là mình có thể chọn là bài trước này, hoặc là có thể chọn trợ lý ảo các thứ. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây rất là dễ vào đây. Hay là chúng ta có thể chạm vào giữ các thứ được. Đó, đây, ví dụ chạm vào giữ để làm gì, để vào chế độ trò chơi hay để làm gì đấy. Đấy, thì chúng ta có thể cài đặt nút ở đây. Rất là nhiều các thao tác. Và sau khi chúng ta cài đặt theo cái thói quen của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng nó một cách rất là dễ dàng. Đấy. Còn về cảm nhận thực tế của mình nó là như vậy. Mình sẽ cho thêm cả cái cảm nhận thực tế nữa của Admin Kha về cái mẫu tai nghe này để xem là nó có xứng đáng với mức giá không nhá. Và bây giờ sẽ là cái phần đánh giá trải nghiệm của mình đây với cái chiếc Realme Buds Q2S này. Mặc dù đây là một cái sản phẩm giá rẻ thôi, tuy nhiên thì mình thấy rằng là về cái mức độ đầu tư cho một cái sản phẩm giá rẻ chính hãng tại thị trường Việt Nam này thì Realme đang làm rất tốt các bạn ạ. Thật sự rằng là em này thì nó sẽ có một cái form thiết kế rất là độc lạ với cái phần nắp nó làm là từ nhựa trong như thế này các bạn ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy cái phần hô xuyên bên trong này. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái cổng sạc Type-C nữa cho một chiếc tai nghe giá rẻ chính hãng. Xin nhắc lại một lần nữa là như thế. Và mức độ hoàn thiện của nó là mình thấy là rất tốt trong phần khúc giá này. Không có gì để chê cả. Nắp dày dặn các bạn nhé. Nhựa này được làm dày dặn này. Cái tiếng đóng hộp của nó là nghe cũng rất là đanh luôn. Ok, đó là về phần mức độ hoàn thiện. Cái hộp sạc này nó sẽ giúp cho cái chiếc tai nghe này có tổng thời gian nghe nhạc lên tới là khoảng 21 giờ. Và cái thời gian trung bình mà mình nghe nhạc được với cái phần hô xuyên bên trong đây ấy, là nó sẽ dao động tầm khoảng là 5 giờ đến 6 giờ các bạn nhé. Tùy theo cái mức âm lượng mà các bạn nghe. Mình thấy đây là một cái mức âm lượng rất tốt với lại một cái chiếc tai nghe thuộc phân khúc giá rẻ như thế này rồi. Thiết kế của nó thì cũng rất là công thái học luôn. Với những cái đường bo cong rồi lồi lõm ở đây ấy, khi chúng ta mang vào tai nó cho ra một cái cảm giác
rất là khớp, chứ nó sẽ không có bị cấn hay là bị nặng gây khó chịu. Chính vì nó có một cái thiết kế công thái học như thế nên thành ra là khi chúng ta mang vào tay, cảm giác mang nó cũng rất là thoải mái. Kèm với đó là về cái phần thao tác chạm cảm ứng bên ngoài đây, nó cũng được tinh chỉnh và tối ưu, chạm vào rất là nhạy luôn. Thì với những cái thao tác này các bạn vẫn có thể là kết nối với app và tinh chỉnh được các bạn nhé. Đây cũng là một cái điểm mạnh của những cái chiếc tai nghe đến từ Xiaomi, kể cả là những chiếc tai nghe giá rẻ như thế này thì vẫn sẽ hỗ trợ kết nối app bằng cái app Xiaomi Link. Ở đây mình sẽ show cho các bạn xem. Đây nhá, cái app Xiaomi Link này chính là cái app này đây. Mở lên này, khi mà các bạn kết nối với một cái thiết bị nào đó thì lập tức nó sẽ có app cho chúng ta sử dụng luôn, không có cần phải kết nối thêm bên trong app làm gì cả, tự động nó sẽ nhận. Và một điểm các bạn cần phải lưu ý đó chính là với những chiếc iPhone thì nó lại kết nối không được. Cái chiếc Realme Q2S này nó không tương thích để mà kết nối với những cái app mà được cài đặt trên iPhone các bạn nhé. Mình tìm mãi mà không ra, thế mà chuyển sang Android là vào một phát là được luôn. Thì đây là một cái thông tin mà mình đã nhận được từ Realme đó về cái vấn đề này. Các bạn không thể nào kết nối bằng iPhone. Và ở đây với cái app này chúng ta sẽ có rằng là ba cái cấu hình âm thanh này, bao gồm là bass boost này, cân bằng này, sáng này, rồi là còn có thêm cái mục là tăng cường âm lượng nữa, nó sẽ giúp cho chúng ta nghe với lại một cái mức âm lượng lớn hơn. Đó, có Dolby Atmos nữa, tinh chỉnh bên trong này rất là chi tiết luôn. Đấy, các bạn có thể thấy này, vào trong này thì chúng ta còn có thể tinh chỉnh thêm về dạng cấu hình âm thanh hơn nữa. Thì đây là một điểm mình đánh giá rất cao của Realme. Có chế độ trò chơi này, tuy nhiên thì độ trễ của con này là khoảng 88 ms. Thực chất là cái độ trễ này nó chưa phù hợp để chúng ta có thể sử dụng chơi game được các bạn nhé. Nó chỉ hạn chế cái độ trễ xuống một tí thôi, thì cùng lắm là sử dụng để xem phim, để tránh cho cái tiếng nó khỏi bị lệch khỏi khuôn mồm của diễn viên là được. Chứ còn nói về chơi game thì khó lắm các bạn à. Vào bên trong cái mục cài đặt nút thì chúng ta sẽ còn có setup cho từng nút như thế này nữa, bao gồm tay bên trái, tay bên phải này, rồi là nó sẽ có 3 thao tác nha, ví dụ chạm và giữ này, nhấn 3 lần này, và nhấn đúp là nhấn 2 lần đó. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là nó có cực kỳ là đầy đủ như thế luôn. Và ở đây nó sẽ có thêm cái option là nhấn chạm và giữ cả tay trái và tay phải cùng một lúc thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ trò chơi. Thì như mình đã nói là trò chơi là nó không quá thật sự là tốt đâu. Và nhìn chung cái giao diện của nó rất là đơn giản và vô cùng dễ sử dụng. Còn về phần công nghệ Bluetooth của em này thì nó cũng là 5.2 mới nhất ở thời điểm hiện tại. Kết nối trong cái bán kính dao động tầm khoảng là 10m thì phải gọi bét tè lè nhè, không có độ trễ, không có bị giật lát hay là khựng. Về khả năng đàm thoại của em này thì theo như mình đánh giá, nó vẫn đảm bảo ở một mức là nói rất là rõ ràng. Và khi mà các bạn mà đi ngoài đường, tiếng xe cộ hay là tiếng gió nó lọt vào thì vẫn có những hiện tượng mà lọt tạp âm vào bên trong cái chiếc tai nghe của chúng ta, trong cái phần macro. Thì điều này là kể cả những cái chiếc tai nghe đắt tiền nó cũng chưa làm được. Khả năng đàm thoại cũng là một cái khả năng mà mình đề cập đến ở trong cái phần này thôi, chứ nó cũng không phải là một cái tính năng gì đó quá nổi trội. Khả năng kết nối thì nó rất là nhanh rồi, chỉ cần các bạn mở cái nắp này, nhấc một cái chiếc tai nghe ra, lập tức nó đã kết nối ở bên trong chiếc điện thoại của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là test cái tốc độ kết nối của em tai nghe này với cái chiếc điện thoại mình đang sử dụng nhé, Oppo Reno 5. Ok này, lấy ra 1, 2, 3, 4. Đấy, nói chung là dao động tầm khoảng 5 giây là đã có thể kết nối được rồi. Với một cái chiếc tai nghe giá rẻ này thì về cái khả năng kết nối của nó vẫn rất là tốt. Và mình rất thích cái phần cấu hình âm thanh cân bằng này. Nó cho mình một cái cảm giác là chất âm nó rất là dễ nghe, nó vừa dịu nhẹ và cái mức độ kiểm soát bass cũng như là mic trep của nó rất là tốt. Đấy, với một cái chiếc tai nghe giá rẻ này thì mình đánh giá rằng là chất âm của nó gần như là tốt nhất bây giờ, cộng thêm là cái việc có thể là tinh chỉnh được cấu hình âm thanh so với lại một số tai nghe khác trong cùng phân khúc thì gần như không có đâu. Chỉ có Realme thì mới có được cái app kết nối nó rất là tiện lợi như thế này thôi. Thì rõ ràng là mình đánh giá rất cao Realme trong cái vấn đề là tinh chỉnh tùy biến, nó cực kỳ là phù hợp cá nhân hóa với từng người dùng như thế. Và mình thật sự rất là thích cái chế độ cân bằng này, khi mà nghe những bài nhạc pop thì phải gọi là tuyệt đỉnh luôn. Mọi thứ nó đều đảm bảo rất tốt, phần bass của con này nghe cũng rất là hay nữa các bạn nhé. Còn khi mà các bạn chuyển sang bass boost này thì chất âm nó sẽ thiên hướng hơi bị ấm quá, mình cảm giác là không thật sự thoải mái khi mà nghe cái phần bass boost này. Còn về cân bằng thì nó vừa cho mình một cảm giác thoải mái dễ chịu, nó vừa cho ra một cái chất âm ấm dịu nhẹ dễ nghe.
Đấy, và chi tiết của con này thì cũng rất là tốt nữa các bạn nhé. Con này nghe rất là hay trong phân khúc đấy. Đối với mình thì em này vừa có một cái form thiết kế đẹp này, vừa có áp tinh chỉnh tùy biến này, pin nghe cũng rất là trâu, kèm với đó là về phần chất âm cũng được đảm bảo nữa. Này, cổng sạc Type-C Bluetooth 5.2 nữa. Ngoài ra con này nó còn có thêm cái chuẩn kháng nước IPX4 nữa, nhưng mà thực chất thì cũng chỉ để đi mưa hoặc là đổ mồ hôi một tí thôi, chứ mà kiểu ướt quá hoặc là ngập quá rơi xuống nước thì coi như là chết luôn đấy, cẩn thận nha. Ok, còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc tai nghe này, xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video. Xin chào và hẹn gặp lại.